La la la. Mình thấy cái gì kia các bạn? Hình như cái rổ. Cái rổ đang đẩy cái gì thế nhỉ? Mình hãy lại xem nào. Các bạn cùng mình lại xem nha. Để mình xem thử cái rổ này đựng cái gì nè. Wow, rất là nhiều con vật đấy các bạn. Để mình xem thử trong này gồm những con nào nha. Đầu tiên là một chú lợn rừng. Wow, một chú lợn rừng có cái nanh dài ghê các bạn ơi. Wow, mình cho vào rổ ha. Tiếp theo là một chú khủng long. Úi, cái cổ của bạn khủng long này bị thương nữa các bạn. Ui, mình đem về chữa thương cho các bạn nha. Rồi, một bạn khủng long dính chân lên trời. Bạn khủng long này đang cõng con trên lưng đấy. Wow, bạn khủng long này có răng bằng màu vàng luôn các bạn ơi. Đây, wow, một chú hươu. Chú hươu này có cái sừng đẹp ha các bạn ha. Mình cho vào luôn nha. Rồi, bạn nào vĩnh cái đuôi lên đây. À, wow, thì ra một bạn sư tử. Bạn sư tử này có cái răng nhọn này các bạn. Ui, chà chà. Cái răng của bạn sư tử này nhọn quá. Rồi, mình cho vào rổ luôn. Ui, đây là một bạn. Bạn gì đó ha? Bạn khủng long. Rồi, bạn khủng long này hai cái chân trước của bạn khủng long rất là nhỏ đó các bạn. Rồi, mình cho bạn khủng long này vào rổ luôn. Bạn nào đây? À, thì ra là một bạn ngựa. Tóc của bạn ngựa có màu đen này các bạn. Cái đuôi cũng có màu đen nữa nè. Rồi, mình cho vào rổ luôn. Đây là bạn gì đây? À, thì ra là lại một chú khủng long nữa. Trên lưng của chú khủng long này có cái màu xanh, cái đường sống lưng này các bạn ơi. Đuôi của bạn khủng long này dài nha. Rồi, mình cho vào rổ luôn. Bạn đây, à, tới một bạn khủng long. Lưng các bạn khủng long này có cái vây đẹp quá các bạn. Giống vịt cá ha các bạn ha. Cho vào luôn. Đây, bạn gì màu đà đây? À, thì ra là một bác gấu. Một bác gấu đó các bạn. Cho vào luôn. Bạn gì màu xanh đây ha? À, bạn khủng long. Ủa, cái đuôi bạn khủng long này mắt không có rồi. Ôi trời. Rồi, cho bạn khủng long vô luôn. Bạn này là bạn gì? À, thì ra là một bạn báo đốm đấy các bạn ơi. Trên mình các bạn này là có đốm đốm nè các bạn. Nên gọi ra là báo đốm đấy các bạn. Cho vào nha. Rồi. Bạn này là bạn gì mà có cái đằng trước nó dài dài, hai cái đây nó nhọn dữ vậy ta? Ừ, cái tai to thế nhỉ. Thì ra là bạn voi đấy các bạn ơi. Bạn voi nha. Cho vô luôn. Bạn này là bạn gì nào? Chà chà, cái lưng các bạn này nhiều cái chấm nhọn quá bạn ơi. Thì ra là cũng là bạn khủng long luôn đấy. Rồi, mình cũng cho vào luôn. Đây, bạn màu đỏ. Wow, bạn khủng long này màu đỏ này các bạn. Úi, cái mình bạn khủng long này bị sao thế nha? Chắc là ai vẽ lên bạn khủng long này đây. Rồi, mình cũng đem bạn khủng long này về luôn. Bạn này nữa. Bạn này là bạn gì? À, thì ra là cũng là bạn khủng long nữa đấy. Bạn khủng long màu vàng. Tiếp tục nha. À,
Lệ là một chú sư tử này các bạn ơi. Chú sư tử này hung dữ, nó bộ hung dữ quá. Ôi, nhưng mà là đồ chơi đấy các bạn ơi. Mình về luôn. À, một bạn cuối cùng. Đây là bạn gì? Bạn lạc đà đấy các bạn. Rồi, mình đem hết vào rồi hết rồi các bạn ơi. Rồi, bye bye các bạn nha. Mình đem hết về nhà chơi ha.